Theo thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh, trên địa bàn vừa phát hiện trường hợp một công dân tại xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Qua truy vết xác định, ngày 27 tháng 7, 5 công dân từ Malaysia nhập cảnh về Việt Nam có kết quả dương tính với COVID-19 đã được cách ly và điều trị tại tỉnh Quảng Nam, thời gian 14 ngày cho kết quả âm tính. Ngày 10 tháng 8, bệnh nhân trở về địa phương và khai báo y tế, được hướng dẫn cách ly tại nhà. Đến ngày 16 tháng 8 có biểu hiện ho sốt, được Trung tâm Y tế huyện Đoan Hùng tiến hành lấy mẫu và gửi Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương xét nghiệm RT-PCR. Đến ngày 17 tháng 8 cho kết quả nghi ngờ dương tính với COVID-19. Ngay sau khi có kết quả tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, Trung tâm Y tế huyện Đoan Hùng đã lấy mẫu lần 2 gửi về Trung tâm Xét nghiệm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để xét nghiệm khẳng định. Đến 16 giờ cùng ngày cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 và được Bộ Y tế cấp mã số bệnh nhân là 87237.